19 năm, một con số sắp tròn. Với đời người còn là giai đoạn ngã rẽ quan trọng để bước vào hành trình tương lai. Trước những khó khăn, thách thức, nghị lực và niềm tin sẽ giúp những hạt giống tốt vươn mầm để đơm hoa kết trái, rồi lại gieo vào lòng đất những mầm xanh mới. Vòng quay ấy là nền tảng, là động lực cho sự phát triển của cuộc sống. Vững tin vào điều đó, hơn 19 năm qua, chương trình học bổng Đinh Thiện Lý đã miệt mài với hành trình gieo mầm thiện nguyện, bởi chúng tôi hiểu rằng đó là một cách để xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Như những cánh bồ công anh bay trong gió, những hạt mầm ngày nào giờ đã bay xa, mang theo những giá trị tích cực, lan tỏa đến cộng đồng. Căn phòng nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười này là nơi học tập của những em học sinh đặc biệt, được giảng dạy bởi cô giáo Hoàng Lê Bảo Ngọc, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, từng 3 lần được nhận học bổng Đinh Thiện Lý. Dù còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng gia đình em Hoàng Lê Bảo Ngọc vẫn ủng hộ em trở thành giáo viên của những em học sinh kém may mắn. Chính Ngọc cũng là một đứa trẻ sớm mồ côi cha từ 5 tuổi, một mình mẹ cán đáng nuôi hai anh em Ngọc ăn học nên mấy chục năm qua không thoát khỏi cảnh nghèo. Ấy vậy mà tinh thần thiện nguyện cống hiến vẫn được ươm mầm và nảy thành hạt giống tốt. Có một chút gì đó để sau này làm được, chỉ cần dư giả một chút thôi về giúp lại cho những em có hoàn cảnh đặc biệt như mình bây giờ. Tôi rất là tự hào và cảm động. Và nói dặn với con rằng nếu con dạy thêm mà có ai học đưa tiền thì con lấy, còn người ta không đưa tiền thì người ta có nhiều con cứ nhận bấy nhiêu. Trái tim của cô gái nhỏ này luôn hướng về những mảnh đời yếu thế, một tấm gương sáng về sự cống hiến và nghị lực phi thường. Từ việc tham gia xây dựng thư viện số đầu tiên cho trẻ khuyết tật của Quỹ Đinh Thiện Lý, giành giải nhất trong hội nghị nghiên cứu khoa học, đến đại diện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tham dự các giải thưởng khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Bảo Ngọc còn là tình nguyện viên tích cực tại nhiều tổ chức như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật Việt Nam và Tổ chức Nhân đạo và Phát triển Quốc tế Việt Nam, đồng thời là đồng sáng lập dự án Hành trình đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giáo dục đặc biệt. Gắn với Quỹ Đinh Thiện Lý, Bảo Ngọc tham gia hàng loạt hoạt động như đi bộ từ thiện, thiên thần chậm bước và trở thành đại sứ của quỹ. Em tốt nghiệp thì em cũng mong muốn là mình có thể chọn một ngành nào đó mà vừa có thể giúp được cho đời, giúp được cho người và giúp được cho cả mình nữa. Thì em nghĩ là làm giáo viên và đặc biệt là làm giáo viên giáo dục đặc biệt đó chính là một cái không phải là một công việc mà là một cái sứ mệnh mà cuộc đời đã mang tới cho mình. Cũng có hoàn cảnh ngặt nghèo không kém, Thu Thủy, cô gái miền Trung, mồ côi cha, đã không ngừng vượt khó để vươn lên. Sự hỗ trợ kịp thời của học bổng Đinh Thiện Lý là động lực to lớn để Thủy chinh phục những ước mơ trên con đường học tập. Dù còn ngồi trên ghế giảng đường, Thủy đã trở thành nhà sáng lập của hai dự án khởi nghiệp và đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi uy tín. Không những thế, Thủy còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng của Quỹ Đinh Thiện Lý trong vai trò tình nguyện viên như một cách để góp phần lan tỏa tinh thần thiện nguyện trong xã hội. Với em thì việc thiện nguyện nó không phải là một cái việc bắt buộc. Tuy nhiên chúng ta đang sống trong một cái cộng đồng và mỗi con người cần tương tác với nhau. Và rõ ràng trong cái cộng đồng nó có thì sẽ có những cái bạn kém may mắn hơn. Vậy nên cái việc mà mình đi thiện nguyện hay là làm tình nguyện, trao đi những cái tình cảm, tình thương của mình cho mọi người xung quanh, đó là một cách để mình đóng góp được những cái giá trị của bản thân cho cộng đồng, cũng như là tạo ra những cái ảnh hưởng tích cực cho tương lai, cho thế hệ tương lai sau này. Bảo Ngọc và Thu Thủy là hai trong số hàng trăm ngàn hạt mầm thiện nguyện mà Quỹ Đinh Thiện Lý đã ươm mầm trong hành trình hơn 19 năm của học bổng Đinh Thiện Lý. Hàng trăm ngàn suất học bổng với trị giá hơn 268 tỷ đồng được trao đi không chỉ hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền của đất nước có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn là sự gửi gắm, lan tỏa những giá trị thiện nguyện qua nhiều thế hệ. Bên cạnh nỗ lực của Quỹ Đinh Thiện Lý, hành trình của vòng quay thiện nguyện còn có sự chung tay góp sức của các tổ chức, các đơn vị, các nhà hảo tâm và đặc biệt là các em học sinh, sinh viên giàu nghị lực, có ước mơ, hoài bão và tinh thần phụng sự xã hội.
Quỹ Đinh Thiện Lý hy vọng rằng qua chương trình học bổng này, mầm xanh trí thức sẽ được kích thêm sức mạnh, nỗ lực học tập và trở thành trái ngọt của cộng đồng để những vòng quay thiện nguyện không ngừng được lan tỏa và nhân rộng. Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đóng góp và đồng hành cùng chương trình học bổng Đinh Thiện Lý.